Khác với vẻ bỡ ngỡ rụt rè ngày đầu bước chân vào quân ngũ, sau hơn 2 tuần với sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp cùng với sự miệt mài hăng say rèn luyện, hơn 100 nữ chiến sĩ mới tại trường quân sự quân khu 7 đã thực sự bắt nhịp với các chế độ sinh hoạt, học tập, huấn luyện trong quân đội. Với nắng gió thao trường, có thể khiến các cô gái sạm đen nhưng chững chạc rắn rỏi hơn nhiều. Trời nắng gắt đổ xuống khu vực huấn luyện như thử sức các nữ chiến sĩ mới. Vượt qua những khó khăn, hơn 100 nữ chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập động tác điều lệnh đội ngũ dưới sự hướng dẫn tận tình của các tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. Nói về điều lệnh thì có lẽ rất là khó khăn, bởi vì chúng tôi đa phần là con gái chân yếu tay mềm nên là sẽ không có cứng cáp bằng những bước đi của nam, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong những buổi huấn luyện đầu tiên thì chúng tôi được các cán bộ ở đây hướng dẫn tận tình sâu sát, và qua từng ngày chúng tôi đã có rất nhiều sự tiến bộ. Chăn màn đã vuông vức sát cạnh, giày dép được xếp ngay hàng, trang phục chỉnh chu, thực hiện tốt các chế độ sinh hoạt hàng ngày. Tuy thời gian nhập ngũ chưa lâu, nhưng các nữ chiến sĩ đã cứng cáp hơn trong màu áo xanh bộ đội. Tôi tự hào với màu xanh áo quân nhân, và tôi tự hào là một người nữ quân nhân. Thì những ngày đầu vào đây thì tôi cảm thấy lo lắng, là vì tôi ngày lần đầu tiên xa nhà, xa quê hương, xa bạn bè. Thì tôi vào đây tôi sợ rằng là mình là một người con gái cũng khá là yếu đuối so với những bạn là con trai đi nghĩa vụ. Nhưng mà những ngày đầu vào đây thì tôi đã tập dần làm quen được với những bạn đồng chí đồng đội từ xa tới đây. Và các bạn đều rất là hòa đồng và đều quan tâm yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Người chỉ huy không chỉ rèn từng động tác mà còn phải sâu sát, nắm bắt tâm lý để giúp nữ chiến sĩ mới vượt qua trở ngại. Đó là kinh nghiệm huấn luyện nữ chiến sĩ mới của trường quân sự quân khu 7. Vì thế, cán bộ các cấp đã nhanh chóng thăm hỏi, động viên tinh thần và tìm hiểu năng khiếu, nguyện vọng của các nữ chiến sĩ ngay từ khi mới về đơn vị. Hiện nay, chính trị viên phó đại đội được bố trí cán bộ nữ để thuận tiện trong quản lý, nắm bắt tư tưởng, tháo gỡ vướng mắc của các chiến sĩ nữ. Mới bước đầu các em vào thì cũng có cái cảm giác là xa nhà, xa người thân, cũng có một chút nỗi buồn gì đó. Nhưng mà hàng ngày chúng tôi tạo các cái trò chơi và sinh hoạt vui, văn hóa, văn nghệ, rồi dần dần các em sẽ vui và quên đi những cái nỗi nhớ nhà. 1, 2, 3. Rồi đội kia khác nào. Thể chất, thể trạng của các đồng chí chiến sĩ nữ thì không được như là các đồng chí chiến sĩ nam. Nên trong các hoạt động quân sự đặc thù thì gây rất nhiều khó khăn cho các đồng chí chiến sĩ nữ. Vì thế nên đội ngũ cán bộ chúng tôi luôn phải thay đổi về phương pháp làm sao cho phù hợp với các đồng chí chiến sĩ nữ. Trong các giờ nghỉ thì đơn vị luôn xây dựng kế hoạch hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, đặc biệt là tổ chức các cái giải bóng chuyền cho các chiến sĩ nữ, các đồng chí tham gia. Cường độ huấn luyện ngày càng cao, các bài huấn luyện ngày càng khó dần sẽ là thử thách và cơ hội để các nữ chiến sĩ tiến bộ, trưởng thành hơn. Những cô gái trẻ đến từ nhiều địa phương khác nhau đang mang trong mình quyết tâm, nhiệt huyết, hiện thực hóa ước mơ gắn bó lâu dài trong môi trường quân ngũ. Mỗi người chỉ có một đời để cống hiến, thì chúng tôi lựa chọn con đường bảo vệ tổ quốc. Mặc dù con đường này khá là khó khăn và đầy thử thách, nhưng mà chúng tôi luôn cố gắng. Sự nỗ lực cố gắng đó luôn được thủ trưởng các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Những lời thăm hỏi ân cần, những món quà ý nghĩa của thủ trưởng các cấp được trao gửi đến hơn 100 nữ chiến sĩ mới sẽ tiếp thêm nghị lực để những bóng hồng vượt nắng thắng mưa phấn đấu huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Hôm nay em đi bộ đội, màu xanh áo mới tinh khôi, màu xanh của tuổi đôi mươi giờ mang trùng cờ sáng phấp phới, trong tiếng hát vang oai hùng, chân đều chân và giác súng, nhìn em như khói thép đã được.